hé lộ nguyên nhân thảm án chồng truy sát cả gia đình vợ ở Nghệ An. Lan vừa mãn hạn tù trở về chưa được bao lâu thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị T bỏ về nhà ngoại, đợi tòa giải quyết ly hôn thì xảy ra vụ thảm sát đau lòng. Ngày 26 tháng 1 liên quan đến vụ thảm sát khiến hai người trong một gia đình tử vong, một người nguy kịch xảy ra tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Vào sáng ngày 25 tháng 1, lãnh đạo xã Đồng Thành cho biết, chính quyền địa phương, người thân cùng bà con lối xóm đang tổ chức an táng cho các nạn nhân. Nạn nhân còn lại đã được phẫu thuật qua cơn nguy kịch, hiện đang được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện. Chưa bao giờ làng quê vốn yên bình lại phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và đau lòng đến thế. Cũng theo lãnh đạo địa phương, bản thân nghi phạm Hoàng Văn Lan, sinh năm 1978, trú xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, là thành phần bất hảo tại địa phương. Lan từng bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội cướp tài sản. 2 năm trước, Lan mãn hạn tù trở về địa phương, chính quyền cũng như người thân động viên và tạo điều kiện để anh ta làm ăn, sớm hòa nhập với cộng đồng. Về cuộc sống gia đình, vợ chồng Lan có hai người con đã trưởng thành, hiện đang lao động ở nước ngoài. Còn chị TTT, sinh năm 1979, vợ của Lan làm nghề buôn bán đồ giặt ở chợ. Con cái làm ăn ở nước ngoài nên kinh tế gia đình cũng tương đối ổn định, vừa xây nhà mới được mấy năm. Hai bên nội ngoại cũng có điều kiện, hiền lành. Tuy nhiên, sau khi mãn hạn tù, Lan không lo làm ăn mà thường tụ tập ăn uống khiến hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Chị T bỏ về nhà ngoại sống ly thân và đang chờ tòa giải quyết ly hôn. Vừa rồi họ đưa đơn ra tòa ly hôn nhưng tòa chưa giải quyết xong, lý do là chưa thỏa thuận được tài sản của vợ chồng. Nghe thông tin Lan cũng có nợ nần, Lan yêu cầu chia tài sản và chia cả số nợ Lan đã vay nhưng người vợ không đồng ý khiến nghi phạm ức chế. Sáng ngày 25 tháng 1, Lan tìm đến nhà bố vợ để gặp vợ nói chuyện. Thời điểm này trong nhà có chị T, bố mẹ chị T và người em dâu. Tuy nhiên, cho rằng người em dâu của vợ không liên quan đến việc gia đình, Lan đã đuổi người này ra ngoài. Nghe nói trong lúc nói chuyện, Lan có đưa giấy nợ nần gì đó yêu cầu vợ ký nhưng chị T không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại, nghi phạm đe dọa giết cả nhà, lãnh đạo xã Đồng Thành chia sẻ. Lúc đầu, Lan dùng dao chém ông TGL, sinh năm 1950, bố chị T gần đứt lìa tay phải, đâm một nhát từ sau lưng trúng phổi khiến ông L gục tại chỗ. Bà NTB, sinh năm 1951, mẹ ruột chị T, thấy chồng bị chém liền đứng dậy can ngăn thì bị Lan dùng dao đâm trực diện ngay ngực trái khiến bà B tử vong tại chỗ. Chị T thấy chạy hoảng sợ dùng chạy liền bị chồng đuổi theo dùng dao chém vào đùi, hông. Chị T cố chạy ra đến ngõ thì bị Lan giật tóc đâm liên tiếp dẫn đến tử vong. Sau khi truy sát vợ và bố mẹ vợ, Lan tuyên bố với người em dâu mi không liên quan đến tàu không giết rồi dùng xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Gần một tiếng đồng hồ sau, nghi phạm điện thoại cho một người bạn thông báo vợ tàu chết, bay lên rừng thông đưa xác tàu về. Cơ quan chức năng huy động tối đa các lực lượng công an, dân quân, bạn bè tra soát xung quanh để tìm kiếm nghi phạm nhưng không thấy. Đến gần 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của Lan treo cổ trong rừng thông. Lãnh đạo địa phương thông tin thêm, như tin đã đưa, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, giữa Lan và vợ xảy ra mâu thuẫn, chị T bỏ về nhà ngoại và đang trong quá trình chờ tòa giải quyết ly hôn. Khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 25 tháng 1, Lan tìm đến nhà bố mẹ vợ, cách nhà 300 mét, tìm vợ để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Lan đã dùng dao lần lượt truy sát cả gia đình vợ khiến vợ và mẹ vợ tử vong tại chỗ. Ông L, bố vợ của Lan, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Lan điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng tìm thấy nghi phạm Lan chết trong tình trạng treo cổ trên đồi thông, khu vực thuộc địa phận xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.